Hôm qua, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố gói tín dụng 30.000 tỷ hỗ trợ phân khúc nhà ở xã hội, đã có khá nhiều ý kiến tích cực xung quanh vấn đề này. Tuy nhiên, cũng có một số quan ngại về hiệu ứng ngắn hạn của chính sách. Chúng tôi đã liên lạc với chuyên gia tài chính tiến sĩ Vũ Đình Ánh để trao đổi thêm về những quan ngại này. Vâng, xin được kính chào ông. Như chúng ta đã biết, gói tín dụng 30.000 tỷ sẽ được khởi động từ đầu tháng 6 tới. Nhưng so với lượng tồn kho bất động sản hiện nay, liệu có như muối bỏ bể không thưa ông? 30.000 tỷ quy mô thị trường bất động sản bây giờ bét nhất phải cỡ triệu tỷ, hơn triệu tỷ, 30.000 tỷ thì nó chỉ là mấy phần trăm. Cái việc này không phải là để cho chung cho thị trường bất động sản, thị trường bất động sản giải quyết bằng cách khác. Thế còn đây là chỉ dành cho một cái phân khúc, mà đúng nghĩa của nó là phân khúc này là chưa được quan tâm đúng mức, trong khi nhu cầu thì rất lớn. Chứ còn bây giờ vấn đề của thị trường bất động sản là xưa nay là họ lao vào bất động sản chung cao cấp với mức giá rất là cao mà không cần căn cứ vào cái mức tiêu thụ, trong khi thì cái mà bộ phận mà có nhu cầu lớn là cái phân khúc thị trường nhà xã hội với cả nhà cho người thu nhập thấp ấy thì lại không được quan tâm đúng mức, nên là cái gói này là để kích thích cái phân khúc thị trường đấy. Vậy ông đánh giá thế nào về sức lan tỏa của gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ lên thị trường nói chung? Lan tỏa thì trong trường mực nhất định, mình dùng cái này bây giờ dư 1 triệu tấn sắt đúng không, tấn sắt thép. Thế thì bây giờ cái nhà ở xã hội giả định như họ phát triển thì lúc đấy thừa có thể là chỉ còn khoảng tầm 700.000 tấn, hoặc là có thể tốt hơn thì 300.000 tấn thép thôi, thì như thế là tốt. Thì lúc đấy là những người xây dựng kia họ cũng sẽ tìm cách là họ tiêu thụ một phần cái đấy. Tức là tóm lại thì cái sức lan tỏa của nó thì nó có theo nhiều cách chứ cũng không hẳn, thế nhưng mà ít nhất là một cái phân khúc thị trường bất động sản nó động đậy chẳng hạn thì nó có thể tác động đến các phân khúc còn lại. Và cái quan trọng nhất là để cho người ta, một là người ta tìm cách điều chỉnh các cái cơ cấu, ví dụ như là cái phân khúc nhà xã hội chẳng hạn thì bản thân những người đang tham gia chung cao cấp chẳng hạn họ có thể có một cái hướng họ chuyển sang đó, và cái hướng có thể là trong trước mắt và cũng có thể là trong tương lai, và như thế là nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề cốt lõi của thị trường bất động sản. Thưa ông, chúng ta mới có 5 ngân hàng thương mại nhà nước được giao nhiệm vụ cho vay gói hỗ trợ này. Có nên mở rộng thêm cho nhiều ngân hàng thương mại khác không thưa ông? Cũng cần thiết, bởi vì thực ra nguồn gốc là cái nguồn này là nguồn tái cấp vốn từ phía ngân hàng nhà nước. Và cái việc này là thực hiện một cái vấn đề mang tính chất là chính sách xã hội. Nên là cái việc mà giao cho ngân hàng thương mại nhà nước làm là phù hợp. Bởi vì cái này nó không hẳn là để cho thị trường, mà cái này là để cho thực hiện chính sách. Và cái thứ ba nữa thì 5 ngân hàng thương mại nhà nước thì cái mạng lưới thì bây giờ cái ngân hàng lớn nhất là ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. Còn lại các ngân hàng kia thì cũng giải khắp mọi nơi rồi, nên là không cần thiết phải mở ra thêm cho các ngân hàng thương mại cổ phần. Mà bây giờ trọng tâm các ngân hàng thương mại cổ phần là đi mà làm cái việc liên quan đến tái cơ cấu lại. Nên là cũng không có vấn đề gì. Vâng, xin được cảm ơn ông rất nhiều. Kính thưa quý vị, cũng liên quan đến gói tín dụng 30.000 tỷ mà thị trường đã chờ đợi, chúng tôi đã ghi nhận được hàng loạt mối quan tâm cụ thể từ cả phía chuyên gia lẫn các doanh nghiệp. Vui mừng cũng có mà e ngại cũng có. Trong đó có mối quan ngại từ cơ chế xin cho, cả về phía người đi vay tiền mua nhà lẫn doanh nghiệp xin vay đầu tư cho dự án. Bên lề buổi tổng kết thực hiện luật nhà ở sáng nay vào ngày 16 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp bất động sản tỏ ra khá phấn khích với gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng mà Ngân hàng Nhà nước mới công bố, nhất là các doanh nghiệp chuyên kinh doanh phân khúc nhà ở tầm trung trở xuống. Ông Nguyễn Văn Được, giám đốc công ty Địa ốc Đất Lành cho rằng doanh nghiệp mình không đủ tham gia chương trình nhà ở xã hội, nhưng cũng đã trúng tủ vì sản phẩm nhà ở thương mại của Đất Lành chủ yếu đều có giá dưới 15 triệu đồng một mét vuông, nghĩa là doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ chủ trương này nhờ vào khách hàng được vay vốn ưu đãi. Tuy nhiên, ông Được cũng bày tỏ sự e ngại về cơ chế xin cho giữa các doanh nghiệp muốn xin vay vốn ưu đãi từ chương trình này. Ngay cả bản thân công ty của chúng tôi cũng đã có nhiều cái hợp đồng đã chuẩn bị đón gió cái thông tư này. Do đó đây là một tin mừng và nó sẽ làm cho cái thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ sôi động trong cái phân khúc nhà ở thu nhập trung bình, nhà ở thu nhập thấp. Tuy nhiên, cái gói 30% này cần phải xem xét kỹ lưỡng để tránh tình trạng là chạy lo để mà ưu tiên được hưởng cái 30% này. Do đó tôi kiến nghị rằng đối với những doanh nghiệp được vay cái gói này thì phải xét thật kỹ, thậm chí xét minh bạch công khai để tránh những cái tình trạng tiêu cực nếu có. Ở một khía cạnh khác, ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Thủ Đức House,
thì lo lắng rằng lượng hàng ở phân khúc nhà ở xã hội và nhà giá thấp hiện nay không nhiều. Bản thân tôi đánh giá thì cái gói 30.000 tỷ này cũng là một cái nguồn kích cầu rất là quan trọng, cũng có thể giải quyết được hàng chục ngàn căn hộ cho người mua nhà có thể mua, tại vì đối với những căn hộ mà chừng dưới 1 tỷ hoặc là chỉ vài trăm triệu thì gói này cũng sẽ giúp lan tỏa và giải quyết nhiều vấn đề trong cái vấn đề tiêu thụ những cái sản phẩm. Tuy nhiên nhìn ở cái giác độ rộng hơn thì thật ra những cái căn hộ mà có diện tích dưới 70m² hiện nay cũng tương đối là ít, mà những cái tồn kho là chủ yếu nằm ở những cái căn hộ lớn và ở những cái dự án dở dang. Mối quan ngại của các doanh nghiệp cũng chính là mối quan ngại của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Du Lịch, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tự hỏi liệu có đủ hàng thuộc diện được hỗ trợ để bán ra hay không, và liệu người mua có mặn mà hay không. Tôi đặt vấn đề không phải là xin cho cơ chế đây, thật sự đó vấn đề của tôi lo đó là bây giờ hỗ trợ người mua là vấn đề có hàng bán người mua hay không, thứ hai là người ta có mua hay không. Bây giờ đây là cho người mua vay, vấn đề còn lại đó là có sản phẩm để bán không, đặc biệt ở hai thành phố lớn mà tôi nghe nói với ông ấy là bây giờ không có sản phẩm loại đó đấy, không? Thứ hai đó là có sản phẩm thì đối tượng mua như thế nào, và đặc biệt là tôi quan tâm để cùng xem là cái thủ tục mà mua, thủ tục vay nợ thì thực tế của ta cái món này nó cũng nhiều khê lắm, thì tôi nghĩ là ngân hàng nhà nước phải chỉ đạo quyết liệt hơn, đặc biệt là thủ tục, và để tránh đi xuất hiện kiểu mà cò này nọ. Cùng với những e ngại về khả năng xảy ra tiêu cực khi gói tín dụng 30.000 tỷ được vận hành khiến người có nhu cầu bị mất cơ hội tiếp cận, ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà Bộ Xây dựng đã một lần nữa khẳng định gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng là để hỗ trợ mua nhà cho người thu nhập thấp, và nếu hiệu quả, chính phủ có thể sẽ tung thêm nhiều gói hỗ trợ mua nhà tốt hơn. Thưa ông, đầu tiên cảm ơn ông đã nhận lời trả lời FBC. Thì câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn hỏi đó là cái gói 30.000 tỷ đồng này thì theo ông là đó có đủ để tạo ra một cái giải pháp lâu dài cho thị trường bất động sản hay nó chỉ là một cái liều thuốc trợ tim có cái tác dụng nhất thời và khi mà hết thuốc thì bệnh lại trở lại? Sẽ phải nói lại là cái gói tín dụng 30.000 tỷ này không phải là gói kích cầu của chính phủ cho thị trường bất động sản, mà đây là gói hỗ trợ nhà ở cho những người đối tượng có thu nhập thấp, người cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang. Tuy cái gói tín dụng này nó không trực tiếp mà là hỗ trợ cho cái thị trường bất động sản, nhưng mà thông qua cái việc mà người dân có cái điều kiện tiếp cận nguồn vốn để mà mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích nhỏ thì nó cũng có những cái tác động để mà lan tỏa tới các cái phân khúc thị trường khác, ví dụ như là tác dụng đẩy mạnh sản xuất, phát triển vật liệu xây dựng, thế rồi là tạo điều kiện công ăn việc làm cho các cái công nhân ngành xây dựng, đồng thời là nó cũng có tác động đến những cái phân khúc, ví dụ như là nhà ở trung bình, thế rồi nhà ở có giá cao mà hiện nay đang tồn kho cũng có điều kiện. Thì mới đây thì Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội vừa đồng ý với đề xuất của Chính phủ về áp thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức ưu đãi 10% cho kinh doanh nhà ở xã hội. Thì cùng với cái gói 30.000 tỷ thì theo đánh giá của ông thì các cái doanh nghiệp có hào hứng hơn trong cái việc là đầu tư vào xây dựng nhà ở xã hội hay không ạ? Cái việc đầu tư xã hội này trước hết là trách nhiệm của nhà nước, nhưng đối với doanh nghiệp thì cũng phải xác nhận định đây là cái trách nhiệm xã hội của mình, trách nhiệm của mình đối với cả xã hội. Thế do vậy mà cái việc hào hứng thì với những cái ưu đãi của chính phủ rồi là của Quốc hội ấy, đối với nhà xã hội này ấy, thì cái hưởng ứng trong một vài tháng vừa qua là rất tích cực. Trong vòng 2 tháng vừa rồi ấy, thì khi mà thực hiện nghị quyết 02 và cái thông tư 02 của Bộ Xây dựng ấy, thì cho đến hiện nay chúng tôi thống kê được là có khoảng gần 60 cái dự án của các chủ đầu tư đã đăng ký chuyển đổi và đầu tư nhà xã hội ngoài những cái dự án mà đã triển khai trước đây. Đấy, và với cái quy mô khoảng trên 30.000 căn hộ thì đấy là mới kết quả bước đầu. Còn hiện nay các cái doanh nghiệp đang tiếp tục đăng ký, và chúng tôi cho rằng đánh giá rằng là cái hưởng ứng của các doanh nghiệp là rất tích cực. Ông đánh giá như thế nào về cái cơ hội tiếp cận của người dân đối với cái gói tín dụng này ạ?
Về người dân thì như tôi đã nói là cái điều kiện rồi là đối tượng thì cũng rất là dễ dàng tiếp cận được. Và điều kiện chỉ là anh đang sống ở trong cái, anh chưa có nhà ở, hoặc là anh có nhà ở mà bình quân đầu người trong hộ gia đình là dưới 8 m², chứ không còn kèm theo một cái điều kiện nào khác. Quy định của ngân hàng thì lãi suất ổn định 6% trong thời gian 10 năm. Nhưng nếu như mà cái lãi suất huy động giảm xuống thì ngân hàng nhà nước cũng xem xét để giảm cái lãi suất đó, tức là có cái điều kiện để giảm lãi suất dưới 6%. Thì theo như cái thông tư này á thì cái đối tượng được tiếp cận hình như là mình được mở rộng ra hơn so với cái dự thảo ban đầu, thì ông đánh giá là với cái gói 30.000 tỷ thì nó có đủ để đáp ứng cho cái lượng quá lớn cái nhu cầu này hay không? Thì đúng là cái nhu cầu thì rất là lớn. Tuy vậy thì trong một cái hoàn cảnh kinh tế của đất nước cũng còn có khó khăn. Do vậy cái việc hỗ trợ nhà ở để cho mọi người dân có nhà ở theo cái tinh thần của chiến lược phát triển nhà ở quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ đã ký năm 2011 đây, thì từng bước chúng ta phải đáp ứng cái nhu cầu nhà ở cho mọi người dân trên của Việt Nam. Đây cũng là một cái hỗ trợ tín dụng bước đầu. Còn khi mà triển khai thực hiện nó có hiệu quả, nó có tác dụng tốt thì chính phủ chắc chắn là sẽ xem xét để có những cái gói tín dụng tốt hơn, lâu dài hơn và nó thường xuyên hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn.